Chào mừng chị đến với kênh channel của em là Nguyễn Trọng Thiện. Và hôm nay em sẽ làm cho anh chị một cái video về nhận định thị trường ngày hôm nay, cũng như chúng ta xem xét thử liệu rằng phiên ngày mai cũng như những phiên sắp tới thị trường chúng ta sẽ ra sao nhé. Và kèm theo đó em cũng sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về mã cổ phiếu STB. Và em và anh chị sẽ cùng tìm hiểu thử tại sao mã cổ phiếu này hôm nay lại có sự tăng trưởng vượt bậc so với những mã cổ phiếu khác cùng ngành ngân hàng là một, hay là cùng với thị trường chung nữa nhé. Thì cái danh mục hôm nay hay nói về cái mục lục của vấn đề ngày hôm nay em muốn nói. Đầu tiên em và chị sẽ cùng đi sơ lược về thị trường chung nó đang diễn biến thế nào, sau đó cùng phân tích kỹ hơn về VN-Index, và cuối cùng là sẽ cùng tìm hiểu đến mã cổ phiếu STB và đi tìm hiểu một số mã cổ phiếu và những nhóm ngành khác nhé. Thì đầu tiên chúng ta nhìn nhận thử VN-Index hiện tại đang như thế nào anh chị, có phải là một cái quá trình giảm điểm mà như những gì em dự đoán không chị? Và nếu như anh chị có coi những cái video này của em, video này hay là những cái video về cuối tuần trước đi, em cũng đã đề cập rất là rõ về những cái vấn đề là thị trường VN-Index của chúng ta hiện tại đang ở đâu trên cái thị trường chung, cũng như là có cần phải xác định tạo đáy hay là có cần phải một phiên rũ bỏ hay là một phiên phân phối hay không. Thì nhìn chung hầu như những cái thị trường như là VN-Index này hay là HLX này hay Upcom này cũng đang có sự giảm rất mạnh mẽ, đúng không chị? Thì cái sự giảm này nó đến từ đâu? Có phải đến từ cái sự sợ hãi trước ngày đó bạn phát sinh hay không? Hay là đến từ sự sợ hãi của những cái đợt sóng trước đó đã tăng và bây giờ là cái sóng rút lại, đúng không chị? Thì đó là những điều mà chúng ta nên nhìn nhận thị trường này một cách khách quan nhé. Tại vì chúng ta đã có khoảng thời gian từ 10 cho đến 20 ngày để chúng ta có thể xin được lợi nhuận rất là tốt. Thì chúng ta nhìn nhận là trong quá trình đi lên của nó phải có những gấp khuất, đúng không chị? Thì như thị trường hôm nay là một thị trường gấp khuất, và liệu rằng còn gấp khuất nữa hay không thì em và chị sẽ cùng đi tìm hiểu rõ hơn nhé. Thì để mà nói, hôm nay khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, và bán ròng là chủ chốt qua những thời gian gần đây nhất của nó, đúng không chị? Nhìn nhận này, bán ròng liên tục này, có những cái phiên mà mua ròng nhẹ thì phiên đó, những phiên đó chúng ta đề cập tới, mà đa phần nhìn chung khối ngoại bán ròng liên tục. Thì trước đó em đã cùng anh chị phân tích rõ hơn về những cái thị trường như là vĩ mô trên cả chứng khoán Mỹ, hay là những cái dòng vốn, hay là những cái kênh đầu tư tốt hơn. Và chắc chắn rằng dòng tiền ở khối ngoại họ đang đổ về những khu vực chẳng hạn như là các trái phiếu ở Mỹ này, đúng không chị? Hay là chứng khoán ở Mỹ này. Thì hiện tại ở Mỹ nó đang có một cái đà tăng trưởng tốt hơn thị trường Việt Nam, và cái quá trình đi lên của nó cũng ổn định hơn thị trường Việt Nam, đúng không chị? Thì nhiều người cũng thắc mắc rằng là tại sao chứng khoán Mỹ Covid nhiều đến như vậy. Và hiện tại chỉ số lạm phát cũng đang rất là tăng cao, đúng không chị? Chỉ số về tiêu dùng, chỉ số lạm phát của Mỹ bây giờ đang là 4,2%, hay là chỉ số lạm phát đề ra trong năm của ông Fed đề ra là 2%, thì đã gần chạm rồi. Và liệu rằng cái chai Pepsi nó đang chuẩn bị gọi là nổ tung ra khi mà khí ga nó quá đầy đi, thì liệu rằng ông Fed, hay là để nói về cái chính phủ Mỹ hay là nền kinh tế Mỹ, nó có làm những điều gì để nó có thể giải quyết được vấn đề này hay không? Thì những cái vấn đề này khả năng cao cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta rất rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì Mỹ là một trong những đối tác gọi là cho chúng ta về xuất nhập khẩu rất là mạnh mẽ. Thì Việt Nam chúng ta đã đưa ra một cái thống kê rồi, là Mỹ là cái đối tác xuất nhập khẩu của chúng ta đứng đầu, sau đó là Trung Quốc. Và Mỹ tiêu biểu nhất này là xuất nhập khẩu về gỗ này, đúng không chị? Rồi dệt may này, rồi thủy sản này, rồi khí LNG này, rất nhiều thứ. Và nếu như Mỹ lạm phát đi thì khả năng cao Việt Nam chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất rất là nhiều. Thì nhìn chung nó cũng ảnh hưởng tới những cái vấn đề như là Việt Nam chúng ta đang muốn trở mình về ra biển lớn để có thể xác thực được mình là một đất nước mà có những cái tiềm năng phát triển về cái vị trí địa lý này, về những cái thiên thời địa lợi, như là những cái dòng vốn đổ về từ Trung Quốc đổ qua này, hay là những cái như là những cái an toàn về chính trị, hay là những cái an toàn về Covid, đúng không chị? Chúng ta cần phải chứng minh cho thế giới thấy rõ hơn và nhiều hơn nữa. Thì khả năng cao là thị trường chúng ta đang trong những nhịp sợ hãi bởi những cái vấn đề đó. Thì hiện tại trong tuần này là cái vấn đề chính, đó là vấn đề về đáo hạn phái sinh, và vấn đề thứ hai là vấn đề về lạm phát ở Mỹ, cũng như là các dòng vốn ETF đang nhặt một số mã cổ phiếu bỏ vào rổ của họ. Thì trong quá trình họ nhặt một số mã cổ phiếu đi thì họ cũng phải nhả được một số mã cổ phiếu khác, thì trong quá trình nhả đó thì khả năng mã cổ phiếu đó sẽ đỏ rất là mạnh đó. Thì đó là những vấn đề mà nhìn chung thị trường là như vậy. Còn một số chỉ báo khác nữa, chẳng hạn như là một số cái chỉ báo về tâm lý này, chỉ báo về sự lan tỏa này, chỉ báo về dòng tiền này, thì trước đó anh cuối đầu tuần
đầu tuần em cũng đã phân tích với anh chị rồi, thì anh chị cũng đã biết là thị trường chúng ta hiện tại đang cần có một sự xác thực rõ hơn về cái việc đánh lên hay đánh xuống, và khả năng cao những cái biên độ thu hẹp về cái xác suất đầu tư ngắn hạn này, hay là những cái vốn hóa lớn, hay là những cái mã midcap hay là penny này, thì nó đang có một cái có quá trình gọi là thu hẹp lại cái biên độ dao động đó rồi, thì khả năng cao nó sẽ xác định là đánh lên đánh xuống ở những giai đoạn này. Thì cái tâm lý thị trường chúng ta nhìn thấy đó, gần đây nhất là từ từ cái đợt mà vượt 1.200 tới giờ là chỉ quanh quanh từ tầm dưới 20 giờ xuống thôi. Thì nhìn chung cái mức tâm lý này là không được cao, đúng không chị? Khi mà anh chị nhận về cái dòng tiền đổ vào đi, đấy, từ khi thị trường vượt 1.200 này, thị trường cái dòng tiền đổ vào gần như là luôn luôn thấp hơn cái dòng tiền trung bình của qua các tuần, đúng không chị, qua các ngày, đúng không chị? Thì những cái điều này cho chúng ta thấy một điều là có sự sợ hãi của thị trường, và có sự gọi là đợi cơ hội, đợi thời cơ khi mà nó xác định một phiên đầu tư gọi là phiên phân phối thối lui thì hợp lý hơn. Thì để mà phân tích kỹ hơn về VN-Index thì sao không chị? Thì VN-Index đi, thì để mà nói thì hiện tại đang có một phiên giảm mà trong một cái vùng mà chúng ta đã kiểm soát và cũng như là đã phân tích rồi. Thì đối với em mà nếu như phiên ngày hôm nay mà đóng cửa dưới 1.252 thì khả năng cao là sẽ có những cái chuyển biến rất là xấu, là sẽ trở về 1.240, và trong quá trình trở về 1.240 là tâm lý của những nhà đầu tư cũng như tâm lý của dòng tiền luân chuyển trên thị trường chứng khoán sẽ có những cái sự đánh lên đánh xuống rất là khó chịu, đúng không chị? Rất nhiều người họ mang cho mình tâm lý sợ hãi, rất nhiều người họ mang cho mình tâm lý sợ mất cơ hội, thì luôn luôn họ sẽ chuyển biến rất mạnh mẽ trong giai đoạn này. Rất nhiều khách hàng bên em khi em kêu mua vào giá đỏ thì họ lại không mua, nhưng khi thấy giá xanh á họ lại vội vàng mua vào, nhưng khi thấy giá đỏ họ chỉ nghĩ đến việc bán thôi. Cái đó là sự đầu tư khác hoàn toàn so với những cái nhà đầu tư nổi tiếng hay là những cái dòng tiền thông minh nó đang đổ về thị trường chúng ta. Thì đó là cái lý do tại vì sao mà đa phần những nhà đầu tư trên thế giới hay là những nhà đầu tư nước ngoài họ qua thị trường Việt Nam chúng ta họ đầu tư á, thì họ đều được cái sự thắng lợi nhiều hơn sự thất bại, tại vì họ có học trường lớp đầy đủ, họ có trải qua những cái khóa học, và trong quá trình đi đại học của họ, họ cũng đã từng học về chứng khoán rất là nhiều. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn nhận là VN-Index của chúng ta khả năng cao là đang ở trong một cái đà gọi là đà giảm. Giảm là sao? Là tại sao nó phải giảm? Tại vì anh nhìn nhận đi, anh nhìn thấy những cái thanh đỏ em vẽ đây không? Đó là những cái thanh mà em đã phân tích là cứ một cái quá trình tích lũy tầm 15 cho đến 20 đến 30 ngày, là trung bình là từ 25 cho đến 30, là khả năng thị trường chúng ta sẽ xác nhận là một phiên đánh lên hoặc là một phiên đánh xuống. Đấy, thì đây anh chị đấy, từ đây đến đây tầm gần 30 ngày là thị trường chúng ta xác định sẽ đánh lên, và từ đây cho đến đây là thị trường chúng ta không thể bắt out được cái đỉnh được đã tạo ra ở con sóng thứ 5 trong sóng Elliott, đúng không chị? Sóng 1280 thì khả năng cao sẽ gọi là sẽ quay trở lại test lại cái đáy, và trong quá trình test đáy đó nó có đủ mạnh, nó có đủ sức hút để nó có thể trở về lại được cái vùng 1280 không, thì chúng ta cần phải xem xét thêm, hay là nó sẽ một phát trở về lại 1.000, đúng không chị? Thì tại vì sao em lại nói về 1.000? Thì ở rất nhiều video em đã phân tích rồi, là những con sóng Elliott á, là con sóng Elliott thì nó là một con sóng hiện tại nó đi một sóng 5, đúng không chị? Và nếu như chúng ta vẽ một con đường sóng thối lui đi, một con đường giảm thối lui đi, thì khả năng cao nó sẽ về lại cái vùng gọi là con sóng đáy của con sóng 4, thì khả năng nó về đó thì nó mới đánh lại được con sóng 5. Thì xin vẽ lại cái đoạn sóng này đây, cái sóng thối lui thì sẽ như thế này, và khả năng cao nó sẽ về tới 1.000 để nó có thể về đánh ngang với cái mức này đấy. Thì cái đó là cái mà em hình dung và cũng như em view ra cho anh chị để anh chị có thể nhìn nhận và đưa ra nhiều cái khách quan nhất nhá. Ở thời điểm bây giờ thì thực sự để mà mua mới một nhiều hay là mua mới một số mã cổ phiếu, hay là ô đi một số mã cổ phiếu ở đó, hay là để đầu tư chung và dài hạn một số mã cổ phiếu nào đó thì cũng rất là khó nha anh chị. Tại vì khi mà thị trường chúng ta đã xác nhận giảm phân phối trung hạn đi, một phát giảm về tầm 1.000 đi, hoặc là về 1.140 đi, thì khả năng cao những mã cổ phiếu trung hạn hay là một số mã cổ phiếu khác đều có những cái sự đạp rất là mạnh đấy. Cho nên nếu như trung hạn thì chúng ta cũng phải nên cân nhắc những cái việc thoát vị thế khi mà thị trường chúng ta xác nhận đạp. Ví dụ như chúng ta nên thoát ở những vị thế nào, chẳng hạn như đây, khi thị trường bắt đầu gãy 1.200 đi, thì đó là những thời điểm mà chúng ta nên cân nhắc thoát là hợp lý nhất. Tại vì khi đã gãy 1.200 thì khả năng cao những cái vùng kháng cự cứng của nó sẽ là những cái vùng kháng cự sâu hơn nữa, hay là một số những cái vùng kháng cự xung quanh 1.140 hay là 1.116 nhé.
Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn nhận lại thị trường chúng ta đang đi trong một cái quá trình tăng trưởng hay là một quá trình giảm mạnh mẽ hơn nhé. Cho nên chúng ta cần phải nhìn nhận là cái mã cổ phiếu chúng ta hiện tại đang như thế nào, đúng không chị? Nếu như thị trường vẫn đang trong một quá trình giảm như vậy mà mã cổ phiếu anh chị vẫn đang xanh, hay là một số mã cổ phiếu của anh chị nó vẫn đang trong một quá trình tăng trưởng tốt, thì khả năng cao anh chị vẫn nên giữ và vẫn nên tìm hiểu những cái vị thế để có thể mở rộng cái tỷ trọng với mã cổ phiếu đó. Nhưng nếu như mã cổ phiếu đó mà anh chị đang đầu tư mà nó cứ giảm và giảm và giảm, và khi thị trường chúng ta có một cây xanh đi mà mã cổ phiếu đó vẫn giảm, thì em khuyên anh chị nên gọi là cắt lỗ đi thì sẽ hợp lý hơn nhé. Vậy trong phiên ngày mai chúng ta nên xử lý như thế nào đối với những mã cổ phiếu, và chúng ta nên xử lý thế nào để thị trường chúng ta lại tiếp tục một phiên đỏ nữa? Thì để mà nói thì trong cái quá trình tăng trưởng của nó đi, sẽ có những cái phiên giao dịch mà thị trường chúng ta xác định là sẽ tạo đáy và đánh lên đánh xuống á, là sẽ dựa vào một cái đó là cái kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm mà khi tăng và giảm, tăng á thì nó thường nó sẽ mở một cái gap, thì nó sẽ xác nhận là nó sẽ đánh lên mạnh, và khi nó giảm nó sẽ mở một cái gap và xác định nó sẽ tạo ra một cái đáy rồi tại khu vực đó rồi, đúng không chị? Thì khả năng cao ví dụ trong quá trình nó giảm đi, thì ví dụ như sẽ có một cái nến nó giảm về lại 1240 đi, và sau đó nó sẽ mở ra một cái gap thật là lớn đi, thì khả năng cao nó sẽ tạo một cái đáy ở quanh cái vùng này nhá, quanh vùng này. Và tại vì sao? Tại vì quá khứ nó cũng đã cho thấy rất nhiều những cái quá trình tạo đáy bằng cái cách mở một cái gap nha. Thì đó là cái mà em sử dụng gọi là tiêu biểu để em nhận định một số cái đáy. Tại vì sẽ có đa phần một số đáy sẽ đánh khác, và một số cái đáy sẽ dùng cái chỉ báo, nhưng mà cái đáy mà kiểu mở ra một cái gap mà nó giảm á, và đánh lên lại á, thì đa phần nó gần đúng nhất. Thì chị nhìn thấy đây, như ví dụ đây, đây một cái gap đúng không chị, mở ra và sẽ đánh lên lại ngay lập tức này. Đấy, thì khi nó mở một cái đáy này, một cái đáy mà nó mở một cái gap trước đó, là khi mà cái dòng tiền lúc đó nó đã quá hoảng loạn rồi, nó đã vội vàng bán tháo hết dòng tiền đó rồi. Và khi nó bán tháo hết là làm sao, thì nó sẽ xử lý như thế nào? Thì khả năng cao thị trường chúng ta sẽ bắt đầu xác nhận và sẽ làm lại từ đầu, đúng không chị? Anh chị nhớ cái phiên này không? Cái phiên em đang vẽ này không? Là cái phiên mà ngày 19 tháng 1 thì phải. Là cái phiên mà hầu như tất cả nhà đầu tư hầu như bán hết, chỉ trong vị thế bán thôi. Bên cái bản mua nó trắng hết, chỉ có vị thế bán là full hết. Đấy, thì nếu như rất nhiều anh chị bán ở những giai đoạn này, đó là sai lầm nhá. Tại vì theo như những cái nhà đầu tư thì họ hay bán vào những giai đoạn mà ví dụ như là sẽ xác nhận là nó sẽ có những dấu hiệu. Số hiệu là sẽ bắt đầu tạo một cái đáy đánh lên hoặc đánh xuống nhé. Tại vì sao? Anh chị nhận này, khi mà thị trường chúng ta đang giao dịch rất bình thường nha, và đột nhiên có những cái cây nến mà nó có cái biên độ dao động của nó nhỏ hơn và hẹp đi, thì chứng tỏ là phiên dịch hôm đó nó một cái sự xác định gọi là một sự sắp xếp của tạo lập cũng như Bitcoin rất là mạnh mẽ này. Ví dụ như phiên dịch trong ngày hôm nay đi, chúng ta nhìn nhận đây, đây trong ngày hôm nay này, đây hai cái ngày mà trước đó nha, là hai cái ngày mà những cái gọi là xác nhận và cũng như là những cái miếng đánh của tạo lập được thể hiện ra rất là rõ ràng. Khi mà hai cây này nó có những cái biên độ dao động rất là nhỏ và hẹp lại so với những phiên trước, đúng không chị? Những phiên trước nó có sự tăng và giảm rất là mạnh này, như thế mà tăng và giảm liên tiếp này, và nó có những cái đợt mở cả gap luôn, đúng chị thấy không ạ? Đấy, thì những cái vấn đề này cho chúng ta thấy một điều là khả năng thị trường chúng ta đã có những cái nhịp và xác định sẽ có những cái dấu hiệu ảnh hưởng rồi, sẽ có những cái dấu hiệu nhúng tay vào đến từ Bitcoin rồi. Đấy, Bitcoin họ nhúng tay vào đem gì? Có thể rằng họ sẽ nhúng tay vào để họ giải quyết một số cái vấn đề về đáo hạn vệ sinh. Đấy, tại vì nhân cơ hội trong đáo hạn vệ sinh họ có thể giải quyết được những vấn đề về margin trên thị trường này, giải quyết về những cái vấn đề như là cái dòng tiền ảo thị trường quá nhiều, giải quyết về những cái vấn đề khi mà họ cần cái lượng hàng ở đó để họ đánh lên lại, họ giữ một lượng hàng đánh lên lại, đúng không chị? Nhưng mà để mà nói ở hiện tại đi, Bitcoin họ đang giữ một cái lượng hàng rất rất là nhiều rồi, em khẳng định với anh chị rồi, trong cái khoảng thời gian này đi là họ đang giữ một cái lượng hàng rất là nhiều rồi. Đấy, thì khả năng cao họ chỉ cần một cơ hội, một cái lý do là đánh lên thôi. Đấy, và lý do là gì, lý do để họ đánh lên là gì đó, chúng ta cùng tìm hiểu thử tại sao họ cần phải đánh lên như vậy, hay là tại sao họ cần phải đánh xuống nhá. Thì lý do đánh lên là gần như là khó, mà nó tỷ lệ rất là thấp nha. Tại vì lý do đánh lên nó chỉ có một lý do thôi, đó là chạy nước rút để cho thị trường chúng ta đạt được những cái target trong năm đề ra. Đấy là cái lý do đánh lên. Còn lý do giảm là gì? Lý do giảm nó có rất nhiều lý do. Lý do giảm là một á, là để thị trường chúng ta bớt nóng lại là một. Hai á, là để thị trường chúng ta nó trở về trạng thái ổn định và để đánh lên tạo một cái nền xác thực mạnh hơn, đánh lên tiếp. Đấy, và khả năng cao là thị trường chúng ta sẽ tạo một cái nền để đánh lên sẽ hợp lý hơn nhé.
Thì đó là những cái mà em đang view ở cái tình hình bây giờ, và anh chị có thể nhìn nhận nhé, nhìn nhận và anh chị follow theo nhé. Tại vì nhìn chung thì để mà nhận định được thị trường nó đi như thế nào, nó chuyển biến như thế nào thì thực sự rất là khó. Không ai có thể nhận định được thị trường ngày mai xanh hay đỏ cả. Chỉ có những người là đạo lập họ mới hiểu được những cái vấn đề này, họ mới có thể giải quyết được những cái vấn đề này thôi, đúng không chị? Ngay cả chủ tịch của The Dragon Capital, ông đó, một cái quỹ rất là lớn như vậy, 30 năm hoạt động tại nghề chứng khoán như vậy, mà ông cũng đăng đài báo chí, ông cũng nói cho báo chí rất là rõ rồi. Tôi 30 năm hoạt động tại nghề chứng khoán này mà tôi chưa thể nào có thể phân tích được thị trường mai xanh hay đỏ. Đấy, anh chị hiểu rồi đó, là thị trường xanh hay đỏ là của tạo lập, mà chúng ta chỉ cần follow lên thôi, follow theo thôi. Và nếu như nó xanh thì chúng ta hãy follow theo dòng tiền, còn nếu như đỏ thì chúng ta hãy đi đến những cái mã cổ phiếu mà được những dòng tiền họ gửi gắm những cái lời yêu thương tới mã cổ phiếu đó, gửi gắm những cái lời yêu thương. Khi mà thị trường chúng ta trở lại yên bình thì mã cổ phiếu đó sẽ giúp cho những cái dòng tiền đó mang lại lợi nhuận, và cũng như mang lại lợi nhuận cho chúng ta, đúng không chị? Tiêu biểu nhất trong ngày hôm nay đi, một thị trường đỏ như vậy, tại sao lại có một mã cổ phiếu xanh và đến khi gần trần, đúng không chị? Đấy, thì tại vì sao anh chị thử suy nghĩ thử, tại vì sao mã cổ phiếu đó nó lại không đỏ như mã cổ phiếu khác? Tại vì sao nó có một cái lực tiền mạnh như vậy? Tại vì sao nó cần phải thu hút những cái dòng tiền mạnh vào để tiếp tục đánh lên? Tại vì chắc chắn rằng tạo lập họ không muốn để cái mã cổ phiếu đó nó giảm sâu hơn nữa, đúng không chị? Chắc chắn rằng tạo lập họ không muốn để cho chúng ta ăn được cái giá hời khi mà nó giảm sâu, đúng không chị? Đấy, cho nên nó vẫn tiếp tục đánh lên và tiếp tục đánh lên, và khả năng cao là nó tiếp tục nó chạy đạt với cái target của nó đề ra thôi. Thì mã cổ phiếu đang nói đến đó là mã cổ phiếu STB, đấy, mã cổ phiếu thương mại cổ phần Sài Gòn. Đấy, thì đây là một mã cổ phiếu mà nó mới tích lũy và nó chưa kịp giải quyết xong cái vấn đề tích lũy của nó luôn. Này, nếu như nó tích lũy, nó cần phải tích lũy đẹp như này này thì khả năng nó đánh lên thì chúng ta mới tự tin, đúng không chị? Và rất nhiều anh chị thấy rằng nó tích lũy như này không dám mua vào. Đấy, và anh chị nhìn nhận rằng thị trường đỏ như này mua vào rất nguy hiểm. Đấy, nhưng mà nhìn chung mã phiếu này nó đang có câu chuyện tốt này. Đấy, nó đang có những cái dòng tiền nước ngoài họ đổ vào liên tục, có những cái dòng tiền của dòng tiền thông minh, có những nhà đầu tư thông minh, và có những cái dòng tiền của các quỹ hay là tổ chức họ đang đỡ giá mã phiếu này rất là rõ ràng, đúng không chị? Và anh chị có thể nhìn thấy ở cái thị trường chứng khoán vừa rồi của ngày hôm nay đi. Đây, tại vì sao cái mã cổ phiếu này nó lại có cái sự xanh đến như vậy, trong khi hầu như những mã phiếu khác là đỏ? Tại sao tạo lập họ không nâng đỡ mã phiếu này? Tại sao tạo lập họ phải nâng đỡ cổ phiếu này? Đấy, thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu mã phiếu này thử nhá. Thì em mới vừa soạn nhanh qua một cái PowerPoint để em có thể cùng với anh chị giải đáp và cùng chị tìm hiểu nhá. Thì cái nguồn của cái những cái thông tin này là em lấy từ cái công ty bên em, đó là VBS, và kết hợp với SSI nhé, để em có thể tổng hợp với anh chị để ra được đã được những cái phân tích một cái chính xác nhất, cũng như là một cách khách quan nhất để anh chị có những cái gọi là cái góc nhìn, một cái view nó gọi là nó tổng quan và nó nhiều cái diện nhất nhé. Thì đầu tiên là phải nói đến cái vấn đề mà cái cổ phiếu này nó đang đi đúng theo tiến độ, và cũng như là đang đi vượt tiến độ, và cũng như là đang đi đạt được những cái yêu cầu của những nhà đầu tư, và cũng như là những cái cổ đông họ nhìn nhận được và họ muốn tiếp tục đầu tư mã phiếu này nhiều hơn nữa. Đó là gì? Đó là tốc độ về giải quyết tài sản mà đang có cái vấn đề và đang vượt cái kỳ hạn. Thì những cái tài sản có vấn đề là gì? Thì lát nữa em và anh chị sẽ cùng tìm hiểu, em có soạn ở cái PowerPoint sau nhé. Thì đầu tiên chúng ta hãy đọc những cái vấn đề mà em đã soạn ra đây. Đầu tiên đó là chủ tịch đã tin rằng là STB sẽ xóa tất cả các tài sản có vấn đề vào năm 2022, tức là sẽ vượt 3 năm so với dự kiến luôn. Đây là một cái kế hoạch ra rất là độc đáo, rất là hay nè, và khả năng cao sẽ thu hút được rất nhiều đồng tiền và thu hút được rất nhiều cái vốn nè, đúng không chị? Ví dụ chị sản xuất ra một cái điện thoại đi. Đấy, mà điện thoại nó vô được mạng nhanh hơn gấp điện thoại gây gấp 10 lần, 100 lần. Anh chị có muốn sở hữu không chị? Chắc chắn là có rồi, đúng không chị? Thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Thì trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang duy trì rất ổn định nha chị. Kèm đó là áp lực này, áp lực không đáng kể về những cái chất lượng về tài sản này. Nợ xấu đang ở mức 1,7%, và trong quá trình quý 1 của nó, cái nợ xấu của nó được giảm 2% nữa. Đấy là một cái vấn đề rất là tốt, những cái số liệu đang cho chúng ta thấy đây là một cái gọi là unicorn của ngành ngân hàng nhá. Thì tiếp tục là chúng ta xem tới là cái sự tăng trưởng về lợi nhuận ròng của năm 2021 tương ứng tốt so với những cái cùng kỳ là tăng tận 20% này. Giai đoạn khó khăn nhất của STB đã qua rồi. Đấy, thực sự đã qua rồi. Khi mà
STB này, CTG này là những công ty mà trước đó nó dùng rất nhiều tiền để nó giải quyết những cái vấn đề đó là tránh những rủi ro, để đồng tiền dự trữ chữ để tránh những rủi ro. Và khi nó giải quyết xong được những vấn đề này thì giai đoạn khó khăn nó đã vượt qua, và bây giờ nó đang chở mình, vươn mình ra biển lớn, và nó đang sánh vai cùng với những anh lớn chẳng hạn. Nó đang chạy theo đuôi những cái mã phiếu khác như là MBB này đấy, hay là ACB này, hay là một số mã phiếu như Techcombank này, nó đang chạy từ từ đuổi theo nhá. Thì để mà nói đầu tư mã phiếu này, chúng ta có những rủi ro và những cái kỳ vọng tăng giá như thế nào. Thì để nói là rủi ro, thì rủi ro đầu tiên mà em cũng thấy là rủi ro khá là cao, đó là rủi ro về cái việc đấu giá của khu công nghiệp gọi là Phong Phú. Khu công nghiệp Phong Phú này khả năng nó sẽ không đúng tiến độ đi, thì khả năng cao là nó sẽ không đưa được những cái lợi nhuận tốt cho cái STB này, hay là việc bán cổ phiếu của STB, hay là cái việc bán cổ phiếu của STB này đang cầm cố tại VAMC này thì khả năng cao sẽ không đúng tiến độ. Thì nó sẽ bán với giá bao nhiêu, nó bán với giá bao nhiêu thì lát em và anh chị sẽ cùng tìm hiểu là mức giá này khá là cao, upside lên tới tận 40-50% ấy. Cơ cấu cổ đông mới này khả năng cao sẽ không đáp ứng được những yêu cầu về quản trị của một cái công ty tốt này, hay là cái tầm nhìn là chiến lược không tốt. Đó là một cái view về những rủi ro nha. Còn cái view về kỳ vọng thì sao? Cái view về kỳ vọng chúng ta sẽ ngược lại những cái view về rủi ro. Tiêu biểu như là các cổ đông mới này sẽ có những cái chuyên ngành về những cái chuyên môn tốt, những cái tầm nhìn tốt, những cái chiến lược dài hạn này, khả năng sẽ giúp công ty này đi xa hơn và mạnh mẽ hơn nhá. Và cái tiếp tục đó nữa là cái tài sản có vấn đề đã được giải quyết với một tốc độ cực kỳ nhanh và với một cái giá tốt và dự kiến rất là ok nhá. Đây thì nhìn nhận thử là cái kết quả kinh doanh quý 1 của nó thì nó có sự tăng trưởng này. Tăng trưởng về tín dụng lần lượt là 3,5%, 5,8% so với đầu năm nhé. Thu nhập phí gọi là phí ròng thì có sự tăng trưởng và đạt trên 1.200 tỷ, tương đương là tăng 66 so với cùng kỳ. Xử lý nợ xấu cũng tăng này đấy, và tổng giá trị là 22.000 tỷ nhé. Lợi nhuận trước thuế thì đạt 1.000 tỷ đồng, là tương đương upside là 1,2% so với cùng kỳ đấy. Thì anh chị nhìn thấy đây là những cái số liệu đã được thống kê ở trong cái bảng này. Thì nhìn chung là những cái số liệu này đang vẽ ra một cái gọi là một cái quá trình tăng trưởng tốt của mã STB nhé. Tốc độ giải quyết cái vấn đề mà tài sản có vấn đề thì sao? Thì tài sản có vấn đề ở đây là chúng ta sẽ nói đến ba cái vấn đề chính, đó là cái trái phiếu VAMC trị giá 13.000 tỷ đồng đấy. Và một số cái vấn đề như là việc đấu giá về Phong Phú này khả năng sẽ bị chậm trễ này, do hai chậm trễ trong vòng hơn 2 năm, và ngân hàng kỳ vọng là sẽ sớm giải quyết được những cái vấn đề này trong tương lai này, theo đó ngân hàng sẽ có thể bán được tài sản vào năm 2021 là trong năm nay nhé. Tiếp tục đó là cái khoản vay gốc của ngân hàng là 10.000 tỷ liên quan tới cái việc trái phiếu của VAMC nhé, cùng với 11.7 nghìn tỷ do lãi phát sinh nhé. Thì khả năng cao là nó liên quan rất nhiều đến VAMC về những cái vấn đề, và khả năng cao giải quyết được những cái vấn đề về tài sản với VAMC thì khả năng cao nó sẽ chở mình với thị trường rất là mạnh mẽ này. Quá trình này thì cần tới cái việc là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có thể để có thể thu hồi được cái tiền gốc và cũng như tiền lãi và cũng như là phí phạt. Thì cổ phiếu STB sẽ được giao bán ở một cái mức giá đó là 33 cho đến 34 nghìn đồng trên một cổ, thì khả năng upside tầm 40 ở hiện tại nha, upside tầm 40 hoặc là 35 gì đó. Thì tiếp theo đó là 1.000 tỷ đồng lãi dự thu và 2,7 nghìn tỷ đồng. Thì đây là những con số mà cho ông thấy là khả năng là tài sản sẽ được xóa thông qua những cái việc mà trích lập dự phòng rủi ro của tín dụng cũng như ngân hàng nhé. Thì đa phần một số cái ngân hàng đang có sự trở mình mạnh mẽ, đó là mã cổ phiếu như là Vietinbank ấy đang có sự trở lại mạnh mẽ khi mà giải quyết được 8.000 tỷ cái số tiền về trích lập dự phóng về rủi ro tín dụng nhé. Thì để mà giải quyết được hầu hết những cái vấn đề này thì khả năng cao là phải mất trong vòng 1-2 năm, thì cái đó là em dự đoán như vậy. Thì đối với mã cổ phiếu STB thì chủ tịch thì đang cố gắng giải quyết xong cái vấn đề này trước năm 2022 hoặc là trong năm 2022 nhé. Thì tiếp theo chúng ta nói về cái chạc đồ thị của nó là sao chị? Cái chạc đồ thị của nó nói những điều gì? Cái chạc đồ thị của nó thì đang cho ta thấy một điều là đang có một sự tăng trưởng đều này, đang có một sự tăng trưởng rất là ổn định nè, và
khả năng cao là nó đã run out được những cái vùng tích lũy của nó rồi, và khả năng sẽ đánh lên. Và đánh lên tới đâu? Em thấy đang view sẽ đánh lên tới tầm 28, sau đó nó sẽ tích lũy lại một phần một lần ở đó nữa. Rồi tiếp theo sẽ như thế nào? Tiếp theo sẽ đánh lên 30. Và nếu như về 28, em nghĩ anh chị nên cân nhắc cho việc chốt thì hợp lý hơn. Tại vì STB thì bên em đã mua ở cái giá cái gọi là giá gần gần như là gần đỏ ở phiên giao dịch ngày hôm nay rồi. Đây, cái câu chuyện STB em đã có phân tích rất là lâu rồi nhá. Rất là lâu rồi, từ ngày 25 tháng 4 này. Đây, về cái dòng tiền này. Đây. Anh chị thấy không ạ? Sẽ được bán đấu giá này 33 đến 34% cổ đông này vào dự kiến vào quý 3 này 2021 này. Đấy. Thì đó là cái mà câu chuyện của mã phiếu này. Thì bên em cũng đã mua rất là nhiều rồi, và gần như đã đi tiếp một vòng mới mã phiếu này. Đây, mua khớp này. Không đây, không mua quá 26.65 này. Đấy, gì thế mà. Và hôm nay cái mức giá nó lên tới tận 27.3 này. Đấy, tăng trưởng là khi vừa mua là mua vào là tầm 1-2 tiếng sau là tăng trưởng tầm 5% nhá. Và sắp tới em cũng có mở một số khóa học và rất mong chị hãy cùng tham gia với em. Thì nếu như anh chị đăng ký khóa học này sớm thì khả năng anh chị sẽ được giảm giá 500.000 khi mà anh chị đăng ký sớm trước ngày 20 tháng 5 nhá. Và những quyền lợi khi tham gia cái khóa học này thì khả năng anh chị sẽ được rất là nhiều nha. Chẳng hạn như là trải nghiệm đô VIP bên em trong vòng 1 tháng này, cũng như là học được cách săn và cách tìm mã cổ phiếu nha. Thì tiếp theo nữa nó sẽ là cái quản trị rủi ro, quản trị danh mục và cách đi vốn của mình một cách hợp lý nha. Và kiểm soát được cái tâm lý khi đầu tư nữa. Tại vì tâm lý trong nhà đầu tư rất là khó để kiểm soát nha. Tại vì rất nhiều anh chị này em có nói rồi, khi giá xanh á thì chị nghĩ việc mua thôi, chị cứ mua đuổi thôi. Và khi giá đỏ thì sao chị? Khi giá đỏ thì chị nghĩ đến một cái vấn đề, đó là bán thôi. Đấy, cho nên chúng ta cần phải kiểm soát được những cái tâm lý này. Thì khi chúng ta đầu tư, khi chúng ta giải ngân và khi chúng ta giải quyết được những cái rủi ro thì khả năng nó mới tốt và nó tối ưu được nhá. Thì khóa học này bên em sẽ học từ cơ bản cho đến thực chiến luôn. Thì sẽ có 7 buổi cơ bản và sẽ có một buổi thực chiến. Thì cái buổi thực chiến này em và anh chị sẽ cùng thực chiến ở cái buổi tối ngày hôm đó và xem xét ở cái ngày hôm sau là có đúng theo những gì chúng ta thực chiến hay không nhá. Và có buổi khóa học của em là dơ vào từ 8 giờ cho đến 9 rưỡi tối nha. Thì khóa học bên em thì sẽ học 2-4-6 và tới ngày 7 tháng 6 bắt đầu sẽ khai giảng nha. Và từ đây giờ cho đến ngày 7 tháng 6 mà nếu như full cái số lượng học viên á, thì bên em sẽ dạy luôn và sẽ không nhận học viên nữa nhá. Tại vì trong một năm em chỉ dạy từ 4 đến 5 khóa học thôi. Và hiện tại thì đã được hơn một nửa số lượng đăng ký rồi, cho nên chị cố gắng đăng ký nhanh và đăng ký sớm nha để tránh cái việc mất slot nha. Thì nếu như chị đang rảnh và chị thấy mấy anh em, chị có thể nhấn vào nút thích cũng như nút đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Thì nếu như anh chị cần em cải thiện thêm những vấn đề nào, cũng như anh chị cần em hỗ trợ anh chị về mã phiếu nào, chị hãy comment dưới những cái video này để em có thể hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất nha. Đây, chị cần làm theo hướng dẫn của đầu video này. Đầu video em hay có những cái hướng dẫn nha. Đây, chị hãy cùng hỗ trợ em với những cái việc nhỏ nhặt này thôi nhá. Đây, anh chị chỉ cần nhấn vào cái nút thích cũng như nhấn vào cái nút đăng ký kênh. Đây, nhấn vào nút thích, nhấn nút kênh. Nếu như anh chị muốn nhận cái video của em sớm nhất thì anh chị hãy nhấn vào cái chuông thông báo nhé. Thì bây giờ em xin phép nhận định về một số mã phiếu đi. Thì vừa mới nhận định xong mã phiếu về STB đúng không chị? Thì em cũng đi luôn qua một số mã phiếu về ngân hàng đi. Thì chúng ta có MIB này. Thì em xin lỗi anh chị nhé, em sẽ không đi hết được hầu như các mã cổ phiếu, tại vì thời gian video nó ngắn và cũng như là cái short memory của em nó sẽ gọi là ngắn hạn, em không thể nhớ hết được một số mã phiếu ngay lập tức để em có thể đưa ra những cái nhận định và cũng như là đưa ra ngay lập tức cho anh chị được. Cho nên chị hãy cố gắng comment dưới những cái video và ngay lập tức sau đó những buổi tối em bắt đầu em lập cổ phiếu hay là về nhận định thị trường, xét thị trường á, thì em sẽ bay vào ngay lập tức, em bay vào em comment và hỗ trợ anh chị ngay lập tức, và sáng mai chị sẽ đọc được cái lời nhắn đó của em và anh chị sẽ có được hướng đầu tư của mình nhé. Thì như MIB sao anh chị? MIB hiện tại vẫn đang tích lũy trong một cái vùng này và tích lũy khá là chặt nha. Tích lũy được 6 phiên rồi, 5 phiên rồi. Ở một cái mã phiếu tích lũy 5 phiên là rất là chặt rồi. Khả năng cao là nó sẽ tầm rơi vào 6 phiên là khả năng cao nó sẽ đánh lên. Và kỳ vọng mã phiếu này nó sẽ đánh lên tầm 34-35 nha, sẽ hoạt động trong 34-35. Thì những mã phiếu trong ngân hàng là những mã phiếu mà nhà nước đang hỗ trợ rất là nhiều. Và cũng như là hiện tại đang có rất nhiều cái thông tin hỗ trợ mã phiếu này nha. Thì thông tin là gì? Thông tin thực sự nó hơi bi quan một tí, nhưng mà chúng ta cần phải nói ra đó là những cái vấn đề về Covid đi. Thì khả năng cao nó đang được hỗ trợ những cái việc đầu tư ngân hàng nó tốt nha. Tại vì khi mà Covid nó cứ tiếp tục diễn biến theo cái tiêu cực như thế này thì khả năng cao những mã phiếu về ngân hàng á
nó sẽ rất khó mà nó sẽ tăng được cái lãi suất, tăng về cái lãi suất nha. Thì khả năng cao chúng ta vẫn có thể đầu tư với những mã phiếu về ngân hàng được, cũng như là những mã phiếu về ngành chứng khoán. Tại vì khi mà đồng tiền nó được rẻ thì khả năng cao nó sẽ được đổ vào thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, cũng như là một số cái thị trường khác rất là nhiều nha. Thì nếu như chúng ta nắm bắt được những cơ hội này thì chúng ta vẫn có thể tìm hiểu được và cũng như tìm được những cơ hội tốt để đầu tư nhé. Ví dụ như MIB rồi thì khả năng cao thì đó là những cái đó là view mà nếu như anh chị mua vào trong những cái nhịp mà anh chị nên cân nhắc mua, anh chị hãy mua vào những cái nhịp ví dụ như là ở mức giá 32.5 thì hợp lý nhá. 32.5 chị mua vào hợp lý. Và khi anh chị mua vào thì sẽ như thế nào? Khi anh chị mua vào và nếu như nó bị gãy 32.5 thì anh chị nên cắt nha. Cắt thì khả năng cao nó gãy nó sẽ về lại tầm 31 cái tích lũy, cho nên chị hãy cắt. Còn nếu như anh chị mua vào mà anh chị muốn đạt cái target thì anh chị hãy đợi nó lên tầm 34-35 rồi anh chị có thể giải quyết được nhé. ACB thì sao anh chị? ACB thì khả năng cao thì nó sẽ tích lũy đánh lên thôi. Em nghĩ là như mã phiếu ngân hàng nó sẽ đánh lên trong vòng một đợt hoặc là hai đợt nữa, chứ không phải nó sẽ dừng lại đây đâu. Ví dụ như ACB này hay là Techcombank này, đấy nó sẽ đánh thêm một hai đợt nữa đánh lên tiếp được, chứ không phải nó quay đầu đâu nhá. Cho nên trong phiên ngày hôm nay thì em vẫn cho khách hàng em mua vào những mã phiếu như Techcombank nè, STB này hay HD Bank nha. HD Bank thì nó có cái câu chuyện kinh doanh và em nhìn nhận được là khả năng cao sẽ tăng trưởng lại, và HD Bank là một cái mã phiếu mà em kỳ vọng là nó sẽ đạt một cái target ở mức giá tầm 36 hoặc 34 nhá. Thì nếu như HD Bank anh chị gọi là muốn mua những thời điểm an toàn á thì anh chị hãy mua vào những thời điểm như giá 30 này sẽ hợp lý nha. Và để mà cân nhắc cho việc mua mới thời điểm bây giờ, anh chị phải có quá rất 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 nhiều yếu tố nha. Chẳng như là dòng tiền quay trở lại thị trường nè, chẳng hạn như là thị trường xác nhận xong là một cái việc test này, rồi họ đánh lại này, đấy thì chúng ta mới thể quay lại thị trường mua được những mã phiếu này nha. Chứ nếu như chúng ta vẫn có thể đạt được những cái target em đề ra nha, ví dụ sẽ có những target em đề ra đi đấy. Và đó là những cái mà em dự đoán trong cái phiên dịch của ngày hôm sau thôi. Và nếu như ngày hôm sau nó đi ngược lại phiên cái dịch của em, dự đoán của em đi, thì khả năng cao anh chị cần phải follow theo nhịp của dòng tiền, cũng như follow theo những cái nhịp của Bitcoin họ đang làm nha, chứ không phải anh chị follow hoàn toàn theo em. Cứ tới cái mức đó anh chị mua vào là sai, là không là sai nha. Tại vì ví dụ sẽ có một số cái, em sẽ ví dụ một số mã phiếu đây. Đây, ví dụ như những cái mã phiếu đây, những cái đợt này đi. Đấy, ai nhìn chẳng nghĩ nó sẽ đánh lên đúng không chị, một cây đánh lên này, đấy ai nghĩ nó đánh lên tiếp đâu, và khi nó giảm trở lại ai nghĩ là nó sẽ giảm đâu, đúng không chị? Và chúng ta vẫn cứ view là chúng ta có thể mua vào những giai đoạn, chẳng hạn như là giai đoạn vùng cuối tích lũy này chẳng hạn, rồi sẽ tích lũy lại lên tiếp, nhưng ai ngờ nó giảm sâu đâu, đúng không chị? Và nếu như chị cứ giữ cho mình cái một cái lập trường như vậy thì khả năng cao anh chị sẽ bị lỗ rất là nặng, và khả năng quay đầu vốn của anh chị sẽ rất là lâu. Chính vì thế anh chị cần phải cân nhắc việc đầu tư của mình và gọi là làm chủ cái đồng tiền của mình nhé, chứ không nên quá phụ thuộc vào người khác nha. Em thì em vẫn sẽ đưa ra những cái quyết định như vậy, còn thực chất thì em vẫn dành rất nhiều thời gian cho bên khách hàng bên room vip của em. Tại vì khách hàng bên room vip của em là những người mà họ bỏ ra phí này, hay là họ bỏ ra một số cái hỗ trợ em để có thể hỗ trợ cho những họ đầu tư. Thì để vào room vip bên em thì anh chị chỉ cần mở tài khoản tại chứng khoán VPS với vốn NAV là trên 50 triệu, và cũng như là anh chị đóng phí, một cái khoản phí không có cao đâu, mà bên em chỉ thu thêm 5 thôi. Anh chị có thể liên hệ qua số Zalo bên em để dưới phần mô tả và em sẽ cung cấp cho chị những cái thông tin này nhé. Thì bây giờ em xin phép qua một số mã phiếu khác, chẳng hạn như mã cổ phiếu về VBank đi. VBank thì thật sự để mà nói em cân nhắc anh chị nên chốt dần mã phiếu này đi, chốt dần được rồi. Tại vì cái mã VBank này nó có một câu chuyện trước giờ rồi, không biết anh chị có biết hay không nha. Đó là đấy mà em thì em đã đầu tư chứng khoán dài hạn rồi, em biết được rồi. Đó là khi mà nó đã tăng rồi, nó tăng trước nó tăng rất là nóng, và trong quá trình nó tăng nóng thì nó sẽ có những cái đợt giảm rất là mạnh. Thường thường á, mã phiếu này nó tăng ở mức giá nào thì ngay lập tức nó giảm về ở mức giá đó. Tức là bây giờ nó ở mức giá tầm 25-20 đi, thì nó tăng lên đúng không chị? Ngay lập tức nó sẽ giảm về 25-20, đây giảm về mười mấy này cũng có đúng không chị? Thấy không? Thì đó là những cái mà kinh nghiệm của em về mã phiếu này, đa phần như vậy nhá. Sẽ có rất nhiều những cái đợt mình đánh lên, sóng đánh lên cái kiểu này và nó quay trở lại ngay lập tức. Cho nên chúng ta hãy cân nhắc cái mã phiếu này sẽ an toàn hơn nha. Em nghĩ là lên chốt rồi, chúng ta đã có một cái đoạn sóng tăng trưởng rất là lâu rồi, chúng ta không nên quá tham lam nha. Một con cá thì chúng ta chỉ nên ăn khúc giữa thôi, đừng lên quá tham lam cái đầu với cái đuôi làm gì cả. Cái đầu cái đuôi thì nó khó ăn và khó nhằn lắm anh chị ạ. Qua một số mã phiếu khác đây, chúng ta sẽ có mã cổ phiếu ví dụ là SHB. SHB sao anh chị? SHB thì khả năng cao thì nó sẽ tích lũy lại chỗ này thôi. Đấy. Tích lũy lại thôi. Thì đây một mã phiếu nhìn chung dòng tiền vào khá là mạnh nha. Đấy, 3 phiên à, dòng tiền vào khá là mạnh nè. Khả năng trả tích lũy đây, đây thôi. Thì để mà chị mua mới thì anh chị hãy từ từ nha, hạn chế nè, tầm 1 tuần nữa chị quay lại mã phiếu này ok đó, 1 tuần nè. Đây anh chị thấy không ạ?
mà phiếu này đánh thường thường đánh một tuần không à, cứ đánh tầm mấy tuần nó mới tích lũy lên này, đấy tích lũy lên này, đấy. Mà phiếu khác SHB sao anh chị? Hàng hải sao? Hàng hải thì khả năng cao thì nó sẽ test lại vùng này rồi, tại vì nó xác nhận nó quay đầu, nó không đủ lực để đánh lên rồi, đấy. OCB, OCB sao anh chị? OCB thì như em đã nói rồi, nhưng mà nói là nếu như anh chị mua vào một cái cây mà tuần trước em khuyến nghị á, thì khả năng cao anh chị sẽ đánh thêm hai phương pha, hai dạng. Một á là anh chị sẽ chốt trong những giai đoạn chẳng hạn như lực yếu, khi mà tích lũy trong vùng 24 đến 25 nhá, thì lực nó yếu thì anh chị hãy cân nhắc chốt trong cái vùng này đây. Còn nếu như anh chị nếu như nó có lực mạnh á, thì nó sẽ đánh lên được cái vùng trên này, anh chị hãy cân nhắc đợi nó break out khỏi vùng này anh chị mua đấy. Còn nếu như anh chị vẫn chưa mua thì anh chị hãy đợi hai nhịp, tức là một là đợi nó trở về lại những cái vùng như là vùng giá 24.5 này hay là 24 anh chị mua vào nhá. Còn hai, anh chị hãy đợi những cái nhịp chẳng hạn như nó break out khỏi được vùng 25.7, 25.8 thì chị vào sẽ hợp lý hơn nhá. Qua một số mã phiếu khác đi. Một số mã phiếu về ngành bán lẻ chúng ta có gì anh chị? Có FPT này. FPT thì bên em vẫn tiếp tục mua vào nhá. Thì đây là một mã phiếu mà em đầu tư chung và dài hạn nhá. Thì rất nhiều người nói với em rằng là một mã phiếu này nó ở giá quá cao rồi. Quá cao rồi. Cho nên là không nên mua. Thì cái đó là một cái sai lầm khi chúng ta nhìn nhận cho việc đầu tư nha. Em sẽ ví dụ nha, ví dụ một mã phiếu này đi. Thì ví dụ một mã cổ phiếu chẳng hạn như là VC đi. Đây. Anh chị mất bao nhiêu? Một ngày nè. Cho đến ngày này đi. Ngày này là ngày 13 tháng 4 đúng không chị? Đây là ngày 24 tháng 3 là rơi vào tầm 19 ngày đúng không chị? Cho 20 ngày đi. 20 ngày mà lợi nhuận anh chị được bao nhiêu anh chị? Đây, 20 ngày anh chị lợi nhuận được bao nhiêu? 20 ngày lợi nhuận được tầm 30% đi. Đấy, theo đó chị đầu tư mã cổ phiếu khác đi. Ví dụ anh chị sẽ đầu tư mã cổ phiếu, ví dụ như anh chị đầu tư sai vùng mã cổ phiếu nó giảm đi, ví dụ như là Vinamilk đi. Đấy, không, anh chị sẽ đầu tư mã cổ phiếu cái giá thấp hơn đi. Anh chị nói là mã cổ phiếu vít giá cao á, anh chị đầu tư mã cổ phiếu giá thấp hơn đi, chẳng hạn như sell đi. Sell. Rơi vào ngày đó đi, mã cổ phiếu nó tăng được bao nhiêu chị? Vào ngày như là nhớ nhầm là vào ngày 26 tháng 3 đúng không chị? 26 tháng 3. Đây, 26 tháng 3 này nó tăng bao nhiêu chị? Đây, cho đến 20 ngày còn lại nó tăng bao nhiêu? Nó chỉ tăng được tầm 20%. Vậy cái nào mang lại lợi nhuận cho chị tốt hơn chị? Đấy, hay là anh chị sẽ đầu tư mã cổ phiếu midcap chẳng hạn đi, một mã midcap khác đi, như là HBC đi. Đấy. Đấy, thì nó sẽ rơi vào bao nhiêu phần trăm lợi nhuận anh chị? Đây. Từ ngày 26 tháng 2 này cho đến ngày 3 tháng 3 này đấy. Anh chị sẽ được bao nhiêu phần trăm anh chị? Cho đến tháng 4 rồi, đây, tháng 3 đây thì sẽ được bao nhiêu phần trăm? Anh chị vẫn vẹn tăng trưởng chả được bao nhiêu cả, đúng không chị? Đấy. Chả được bao nhiêu cả, vẫn trong quá trình tích lũy, đúng không chị? Cái đó là cái mà chúng ta nhìn nhận sai lầm về những cái sự tăng trưởng của một số mã phiếu. Anh chị nhìn nhận là cái giá nhỏ thì tăng trưởng nó sẽ mang lợi nhuận cho chị nhiều hơn nhá. Nếu như vậy thì anh chị sai rồi, tại vì nếu như chị chọn mức giá ví dụ chị mua 15 đi mà nó tăng cho anh chị lên mức giá 18 đi thì anh chị cũng chỉ được tầm 20% thôi. Đó là cái sóng tăng trưởng mạnh nhất của nó là mấy cây liên tiếp này. Đấy. Còn nếu như anh chị chọn một mã cổ phiếu ví dụ như VIX đi. Đấy, mà anh chị mua đúng cái lượng sóng của nó mà cũng chừng đó cây thôi, tăng vắt lên trên này đi, 30% đi. Đấy, khác biệt liền luôn anh chị. Và cái giá cả của nó cũng tính theo đúng cái lượng tiền chị bỏ ra thôi. Đấy, cái lượng tiền chị bỏ ra để mua cổ phiếu nó nhân với cái giá rồi nó sẽ trừ cái giá trước đó chị mua. Đấy, và nó sẽ ra được cái lợi nhuận cho anh chị. Chứ không phải mà cái anh chị mua giá thấp là cái cổ phiếu của anh chị sẽ được mang được nhiều lợi nhuận đâu nha. Cái đó là sai hoàn toàn nha. Thì như FPT em đã nói rồi, mã phiếu này target sẽ là 95 và hoặc là 100 nhá. Anh chị có thể cứ mua hoặc là anh chị nâng tỷ trọng được nhá. Thì bên em thì FPT này. FPT đầu phim bên em đã cân nhắc cái việc mua FPT rồi. FPT mà em đã cân nhắc mua rồi. Đây VC này cũng tiếp tục mua này. Đấy, VC nó có câu chuyện của nó là khả năng có một cái thông tin nó sẽ trả cổ tức là 100%. Cho nên là tức là anh chị có 1.000 cổ phiếu thì anh chị sẽ được trả thêm 1.000 cổ phiếu nữa. Đấy, cho nên chúng ta mua để ăn cái lượng tăng trưởng của nó. Chứ chúng ta không mua để tăng cái cổ tức nha, tại vì ăn cổ tức nó có nhiều rủi ro lắm, không phải dễ đâu. Không phải dễ mà anh chị có thể ăn được đâu. Đây, FPT này, tiếp tục mà em nâng tỷ trọng với VND này, FPT này, đấy. VND mua dưới giá 42 này, đấy. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay bọn em đợi giá đỏ bọn em mua nha, chứ không phải bọn em đợi giá xanh nha. Tại vì nhìn nhận đi, giá đỏ phiên hôm nay là cũng có một số mã phiếu đẹp, mình cũng có một số cái dòng tiền họ nâng đỡ, cho nên bọn em tiếp tục bọn em mua vào được nhá. Qua một số mã phiếu khác đây, chúng ta sẽ có một số mã phiếu như là MWG. Thế giới động này đúng không chị? Thế giới động thì sao chị?
Thế giới di động thì thực sự nếu như anh chị muốn đầu tư với bảng cổ phiếu này, anh chị có thể đợi nó về mức giá tầm 137 anh chị mua vào nhé. Còn không thì anh chị hãy đợi thêm mã phiếu này thôi, khả năng nó đang đánh thôi, nó đánh lên thôi, nó vẫn chưa sai phạm gì đâu chị, nó vẫn chưa sai phạm gì đâu, nó vẫn trong một quá trình uptrend của nó thôi nhé. Qua một số mã phiếu khác như REE này, REE sao anh chị? REE thì khả năng cao nó sẽ trong một quá trình tích lũy như thế này và nó sẽ đánh lên trong thời gian tới, cho nên chúng ta cần phải xem xét mã phiếu này, xem xét những dòng tiền khi nào nó cạn chúng ta phải vào nhé. Khả năng cao sẽ có những dòng tiền cạn như này, những cái cây như này này, là chúng ta hãy cân nhắc cho việc xem xét cho ngày sau có được cái khối lượng của nó có cao để chúng ta vào hay không nhé. Khả năng cao đã run out được cái vùng downtrend rồi thì khả năng cao sẽ đánh lên thôi. Masan sao chị? Đây Masan thì đây một bảng phiếu mà thực chất bây giờ đang dùng để chèo lái thị trường rất là nhiều, cho nên thực sự để mà nói anh chị mua những mã phiếu như Masan này đối với những cây gọi là cây tăng trưởng như vậy, đối với những cây mà những cây vol cao như này anh chị mua vào chưa chắc chị đã lời nha. Nhìn thấy không ạ? Ba cây liên tiếp này nó đi như thế này, một cái biên độ động cực kỳ dài và rất khó chịu nha. Cho nên bên em đã bán ở mức giá 104 rồi, bán 104 ở cái phiên dịch ngày này rồi nhá. DBC sao chị? DBC đây một mạng phiếu mà đang trong một quá trình mà nó đang tích lũy lại và đánh lên thôi. Khả năng cao thì nó cần phải xác nhận xong cái đáy của nó đã. Thì cái đáy nó đang quá trình một tới đáy này, mới vừa xong tới đáy một lần rồi, khả năng cao sẽ tới đáy một lần nữa rồi mới đánh lên được nhé. Thì để mà nói thì một số mạng phiếu như vậy thì chúng ta cần phải đợi chờ thêm, tại vì lỡ chi thị trường chúng ta nó đang trong một quá trình xác nhận một cái vùng phân phối trung hạn hay sao, thì khả năng cao những mã phiếu này sẽ tiếp tục giảm và giảm, đúng không chị? Cho nên chúng ta cần phải biết được những cái thời điểm nào để đầu tư nhé, chứ không phải anh chị cứ nghe theo em là cứ tới điểm đó chị mua là sai nhé, rất cực kỳ sai đó. Tại vì chúng ta cần phải mua theo cái dấu dòng tiền, mua theo thử cái thị trường như thế nào. Tại vì thị trường chứng khoán VN-Index này là thị trường chứng khoán do sở hữu chứng khoán quyết định, và cũng như là do những cái tạo lập big boy họ đang chèo lái thị trường, chúng ta đi theo đúng những cái hướng của họ, chứ không phải là chúng ta kỳ vọng vào những cái dự định của chúng ta và chúng ta kỳ vọng là mã phiếu đó sẽ tăng trưởng là nó có tăng trưởng nhé. Qua một số mã phiếu khác đây thì hôm nay có một cái thông tin khá là hay, đó là một số thông tin về một số cái mã phiếu về dầu khí, đúng không chị? Khi cái giá dầu thô trên một thùng của nó tăng lên giá 70 đô trên một thùng, đúng không chị? Thì cái sự tăng trưởng này nó khá là tốt nha. Tại vì trước đó nó cứ sập sình tầm 30, tầm 63 cho đến 64, 65, thì bữa nay tăng một phát lên tầm 70 thì rất ok. Khả năng cao nó sẽ đánh lên thời gian tới và mã phiếu này kỳ vọng nó sẽ thoát được cái vùng đảo chèn nó nha. Đây cái vùng đảo chèn nó đây, em sẽ vẽ ra anh chị đây. Thì nếu như nó thoát được cái vùng đảo chèn này thì khả năng cao đánh lên sẽ đẹp nhá. Đây. Đó, chỉ cần một cây phiên giao dịch ngày mai nữa mà đóng cửa ở mức giá 22 đi thì khả năng cao mà phiếu này sẽ đánh lên rất là đẹp. BVS như vậy. BVS là chỉ cần nó gọi kiểu như là mà nó đóng cửa những cái mức giá đẹp đi thì khả năng cao sẽ đánh lên rất là đẹp với mã phiếu này nhá. Đây, chỉ cần nó đóng cửa mức giá tầm 22 đến 23 chỗ trung trung này thì khả năng rất là đẹp nhá. BVT sao anh chị? BVT thì khả năng cao nó cũng sẽ trong một quá trình tích lũy thôi, không có tích lũy của nó thôi. Và nếu như anh chị đầu tư BVT thì đầu tư BVT khá là an toàn nhá. Vậy còn một số mã cổ phiếu khác thì sao anh chị? Ví dụ như GAS này. Đấy thì cũng anh chị phải vẽ ra những cái đường trên line như thế này thì anh chị biết là khi nào nó bắt out được những cái vùng như vậy thì anh chị hãy bắt đầu giải ngân được thì nó sẽ tích lũy lại và giải ngân là sẽ hợp lý nha. Ví dụ như một số mã phiếu như ví dụ như nè REE này, khi nó bắt out được cái vùng đó thì khả năng cao nó sẽ đánh lên này, thế không ạ? Và nếu như một số mã phiếu nó không bắt out được thì sao anh chị? Thì nó sẽ có quá trình tích lũy lại. Chẳng hạn như một số mã phiếu như Vinamilk này, đấy. Khi nó không bắt out được này, khả năng sẽ đánh lại, test lại những cái vùng đáy ở dưới đây. Nếu mà xấu thì nó sẽ gãy luôn cái vùng 86 nhá. Thì đó là những vấn đề em xin nói là ở cái video này. Thì nãy chiều em cũng review sơ cho anh chị rồi. Thì cái video em cũng đã rơi vào tầm 40 mấy 50 phút rồi, cho nên em sẽ không nói hết được một số cái mã phiếu cho anh chị. Cho nên khả năng em sẽ để dành những cái nhận xét đó dưới phần comment nhá. Anh chị hãy comment một số mã phiếu dưới phần cái video của em để em có thể tới và cùng trao đổi với anh chị. Và rất mong rằng những cái việc hợp tác với anh chị là những cái niềm vui cho cả hai nhá. Và nếu như anh chị thấy video em hay thì chị có thể nhấn vào một nút thích cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Và nhấn vào cái chuông thông báo để anh chị nhận video của em sớm nhất, cũng như anh chị nhấn vào chia sẻ cái video của em nếu như anh chị thấy em chân thành và mến nhé. Thì hiện tại thì em có một số khóa học này, chẳng hạn như là khóa học về cơ bản đến thực chiến này, chỉ có 3 triệu thôi. Anh chị hãy đăng ký sớm, càng sớm càng tốt nhé. Thì nhìn chung là cái bên khách hàng, bên cái học viên bên em thì gần như là đang khá là cao rồi, trên một nửa số lượng người rồi, cho nên chị cố gắng đăng ký sớm nhé. Tại vì cứ đạt đủ số lượng em sẽ đóng cửa, đóng lock, gọi là lock in cái việc khóa học nha. Còn về cái room VIP thì anh chị có thể tham gia room VIP bằng cách anh chị liên hệ vào số Zalo em ở đây, cũng như là anh chị liên hệ qua một số cái thông tin, và anh chị hãy tham gia vào cái room cộng đồng bên em nhé. Tại room cộng đồng này em có chia sẻ về một số cái nhận định nha, ví dụ như ngày hôm nay em cũng có chia sẻ cho room cộng đồng bên em này, đấy, về một số cái vấn đề này, đây.
Đấy, để rung đồng em có những cái góc nhìn này, cũng như tặng rung đồng em mã cổ phiếu VCI nha. Đấy, thì đó những vấn đề nha. Em xin chào anh chị và chúc chị đầu tư thật là thành công và thịnh vượng nhé. Em xin chào anh chị và chúc chị buổi tối thật là vui vẻ. Em xin chào anh chị.